Đây cả nhà ơi, giờ tầm cũng cỡ 12 giờ đêm rồi. Nhi nãy giờ cũng thấy đau trong bụng quá trời. Thấy nhói nhói cái bụng á. Hình như em bé cũng muốn ra hay sao á. Sao em? Còn đau không Nhi? Còn á. Xin chào cả nhà nha. Thì hai vợ chồng mình hiện tại đang có mặt tại bệnh viện cả nhà. Tại nãy giờ vợ mình á, Nhi á cả nhà, hồi nãy giờ cái bụng Nhi nó hơi bị đau với tặng tặng á, mà mình cảm thấy lo á, nên giờ hai chồng mình đi vô bệnh viện nè để coi sao. Cái ngày dự sinh của Nhi á là khoảng 5 ngày nữa mới tới ngày dự sinh cả nhà, 5 ngày nữa lận. Nhưng mà hiện tại giờ thấy tình hình bụng của Nhi nó đau đau vậy đó, bởi vì cảm thấy lo quá mới đi bệnh viện coi khám coi sao. Nãy mình có đem theo nước với hồ sơ đầy đủ này. Hiện tại mình đang lên lầu đi khám đó cả nhà. Nãy thấy sao em, ổn chưa? Còn đau đau. Đau đau à? Cái bụng còn tăng không? Còn. Không biết sao. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn cả nhà. Mình thấy nó mệt. Tới lớp 1. Mình ta nói đi đâu? Cái quẹo bên đây. Nãy mình đi xuống cấp cứu, cái người ta chỉ lên đây cả nhà ơi. Cấp cứu không có nhận, bị chuyển qua bên khoa sản luôn. Rồi, vô hỏi bác sĩ, vô phòng kia kìa. Ủa đâu ta? Không lẽ vô phòng này, không nhận bệnh em ơi. Đúng rồi, vô đó. Mở cửa chốt rồi. Rồi em vô đi. Nói chung vô đó thì mình không có thể nào vô được cả nhà ơi. Mình này đợi Nhi đi. Cờ đưa anh áo. Thì Nhi mới đi khám xong cả nhà. Thì bác sĩ bảo là bây giờ Nhi có dấu xanh nhưng mà ít à. Nên bác sĩ cho Nhi đo tim thai để coi cái cơn đau nó như thế nào rồi người ta mới cho nhập viện cả nhà. Nó kỹ dép đây em hả? Đợi nó đổi dép đây đo tim thai. Rồi nè, em lấy dép này nè, em bỏ dép kia, em bỏ dép của mình đến kia kìa. Rồi lấy đôi nào cũng được sao. Rồi giờ Nhi đang đi phòng đó nha. Vô đó đây em ơi. Hình như bác sĩ không cho mình vô. Thì hiện tại giờ thì Nhi vô phòng phòng xanh nè cả nhà. Mình thấy để cái chữ là phòng xanh. Nhưng mà bác sĩ nói là vô phòng xanh nó đi đo cái tim thai em bé gì á. Rồi coi cái dấu hiệu mấy cơn gò coi nó nhiều không. Nếu như trong vòng 10 phút mà mấy cơn gò nó nhiều thì sáng ngày mai bác sĩ cho Nhi nhập viện luôn. Còn nếu như mà thấy mọi chuyện bình thường thì sáng ngày mai tụi mình về. Bởi vì giờ thì cũng đợi cả nhà, cũng đợi, đang đợi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Thì hồi nãy Nhi có đi, nãy Nhi xét nghiệm xong rồi cả nhà. Thì các bác sĩ nói là Nhi có dấu hiệu xanh, vì bác sĩ cho nhập viện luôn rồi.
Dạ bác sĩ, giờ về phòng số 13 cho Nhi nằm này. Giờ mình sẽ vô tham quan phòng nha. Tại vì bên trong có một cái em bé vậy mình cũng nói chuyện hơi nhỏ. Đây giường của mình nè. Đây giường của Nhi chiếc lộn. Thì hôm nay vợ mình cũng nhập viện cả nhà. Tại vì khám bác sĩ nói là Nhi có dấu hiệu xanh á. Bởi vậy bác sĩ cho nhập viện luôn rồi. Thì giờ Nhi đang ở trong phòng á. Giờ mình sẽ dẫn cả nhà vô thăm Nhi nha. Nhi đang nằm phòng mình nè cả nhà. Chỗ này cũng không nói chuyện lớn được cả nhà, tại vì có mấy em bé mới đẻ mới sinh á, bây giờ nói chuyện nhỏ nhỏ à. Mệt rồi, hôm giờ đau mệt, hôm giờ đau mấy chập luôn đó nha, mà đau từng cơn không à. Nhi đang đau lắm đó cả nhà, đang chịu đau đó. Hồi nãy á, tụi mình có đi khám rồi thì bác sĩ bảo là nói chung đang nở nhưng mà chưa có nở nhiều, bởi vậy bác sĩ kêu là vận động đi, đi tới đi lui cho nó dễ đẻ cả nhà. Bởi vì nãy giờ mình với Nhi á, mình dẫn Nhi đi cái mé hành lang này nè, tới lui à để cho nó dễ đẻ. Quá trời, nay mệt nha. Nói chung đau cái này sao, nó đau từng cơn hay sao? Đau xong rồi nó hết. Đau không hết. Đau nữa. Nói chung đau này anh thấy mệt nha. 5 phút đau là 5 phút. Bây giờ chắc 2 phút thôi, giờ nhanh lắm. Càng ngày càng nhanh đúng không? Bây giờ mình dẫn Nhi đi theo cái mấy hành lang này nè cả nhà. Mấy hành lang này cũng dài lắm. Phải đi tới lui nãy giờ, đi tới lui hoài luôn. Cho nó thứ nhất là khỏe khỏe tinh thần, thứ hai nữa là cho dễ đẻ luôn. Nói chung mang nặng đẻ đau khổ quá cả nhà. Nãy đi vô phòng á cả nhà, thấy mấy đứa bé sinh trước á, rồi dễ thương quá chừng luôn. Nôn thiệt luôn. Mình thấy mình nói chung là mình nao mà sao đâu á, không biết con mình không biết sao. Không thấy cũng vừa hồi hộp nữa, lo rồi vui vui sao, nhiều cảm xúc quá cả nhà, thiệt luôn á. Ai làm cha làm mẹ mẹ thì lúc nào cũng phải có cái cảm giác này, mình đầu tiên mình mới có cảm giác này, bây giờ mình thấy rất là thú vị luôn. Gì đau gì ghé vừa mấy xíu, lâu vậy cả nhà, chừng khoảng từng 2-3 phút á là Nhi có một cái cơn gò, cơn đau vậy đó. Hồi mà lúc mà 12 giờ mình đi vô khám á, thì các bác sĩ bảo là đi đo điện tim hồi siêu âm. Tại vì ở nhà thì chỉ thấy cái cơn đau thôi, chứ không có thấy huyết ra gì hết trơn, không thấy dấu xanh nhiều. Nhưng mà vô bệnh viện thì người ta bảo là đã có dấu xanh rồi. Mặc dù là không có huyết ra nhưng mà bác sĩ vẫn cho nhập viện luôn. Tại vì cái cơn gò của Nhi á, của con mình á, nhiều quá đi. Bởi vì bác các bác sĩ không có cho gì à, mới nhập viện luôn. Bác sầm. Mẹ mình kìa, mẹ vợ cái nè. Mẹ vợ mình đó. Nãy có mẹ cuộc. Mẹ đâu mẹ? Tội nghiệp nhiều quá cả nhà, thiệt luôn á. Mỗi lần lên cơn đau là vậy nè.
rất là đau luôn đó. Nói chung mình cũng muốn chia sẻ với anh Nhi mà thiệt chứ không biết chia sẻ làm sao nữa. Gắn lên nè. Còn bây giờ đoạn cuối cùng nữa, thôi bây giờ mình gắn lên nè. Nhi đang rất là đau luôn á. Đấy. Đấy. Vậy cái đỡ đó. Nhấn lên chừng khoảng tầm 10 giây vậy, 10 15 giây cái hết. Nó xong cái chừng 20 phút sau nhấn lên nữa. Bây giờ nãy cũng nhiều rồi, thôi vô làm nghỉ rồi. Rồi thì Mĩnh Nhi đã vô bệnh viện được một ngày rồi cả nhà. Nhưng mà cổ tử cung của Nhi chưa có nở quý vị. Bác sĩ chưa có thể nào mà cho Nhi sanh được. Mới 2 phân. Đúng rồi. Bác sĩ mới nói tụi mình đó là cái độ nở của Nhi mới có 2 phân. Mà người ta nói là 10 phân mới sinh được. Bởi vì cũng phải đợi cả nhà. Bây giờ cứ đi đi vậy nè. Đi cho nó lưu thông, nó giãn ra đi, nó nở, giờ đau nữa kìa, đau, giờ đau nữa cả nhà, thấy không? Mỗi lần mình lên cơn đau là hoàng hoại luôn. Mỗi lần lên cơn đau là vậy đó, đang đi vậy cái lên cơn đau là rồi không đứng chỗ, không đi đâu được. Đau quá chị ơi. Rồi xong hết chừng 15 giây à. Đi phòng. Không được rồi. Tính dẫn Nhi đi mà Nhi đau quá thôi về phòng. Bởi vì sanh nở, mỗi lần sanh nở khó khăn quá. Thì nãy bác sĩ thấy Nhi đau bụng quá cả nhà, nên bác sĩ cho Nhi vô phòng sanh này. Đấy. Thì đằng kia là cái phòng sanh đó, nãy Nhi vô cũng tầm 2 tiếng rồi cả nhà ơi, mà không biết sao. Giờ mình với gia đình đang đợi nè, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn nha. Mừng quá cả nhà. Thì bác sĩ nói là Nhi vợ mình đã sanh rồi. Thì em bé một bé trai cả nhà. Cân nặng là 3 kg. Mình rất là vui luôn ạ. Trời ơi. Từ hồi lúc mà 12 giờ mà Nhi vô phòng sanh tới giờ là mình không có ngủ luôn á. Giờ là 4 gần 5 mấy rồi. Bởi vì giờ mình rất là nôn nao gặp em gặp vợ mình với con đó cả nhà. Nói chung mọi chuyện qua là mình thấy rất là vui. À, như vậy là vợ mình nó ra rồi đó cả nhà ơi. Đấy, cả nhà thấy không?
Rồi như vậy là Nhi đã xăm xong rồi đó cả nhà ơi. Rồi sao em thấy khỏe chưa? Khỏe à? Ừ, nhiệt quá chừng. Con mình rồi cả nhà. Đấy. Đấy. Đấy con của mình đó nha. Con của mình với Nhi đó. Ồ, tội nghiệp em quá à. Rồi, bà ngoại nè. Bà ngoại đó. Nói chung Nhi vượt cạn thành công rồi cả nhà ơi. Mệt quá em. Nãy đau không? Đau lắm hả? Nói chung vậy là mừng quá rồi. Rồi, con của mình được 3 ký nha cả nhà. Xin được 3 ký. Đây. Mẹ tròn con vuông cả nhà ơi. Rồi cảm ơn cả nhà đã coi video của mình nha. Tới phút này nè. Bye bye cả nhà. Rồi.